Từ góc nhìn trên cao, những dòng sông bao giờ cũng để lại những ấn tượng ngỡ ngàng. Từ vùng núi La Hiên, tỉnh Phú Yên, cao hơn 1.000 mét, có một dòng sông được thiên nhiên hùng vĩ và nắng mưa của trời đất khơi nguồn. Len lỏi qua các dãy núi điệp trùng, vội vã lèn qua các cột đá treo leo, rồi đổ xuống những thung lũng sâu. Có rất nhiều đổi thay trên hành trình dài 120 km của dòng sông này, gắn với những tên gọi khác nhau. Sông La Hiên, nơi thượng nguồn, giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Sông Kỳ Lộ, nơi gặp ghềnh cút khuỷu. Và sông Cái, nơi bình yên xanh sắp ùa vào lòng biển cả ở cửa Tiên Châu. Hành trình từ nguồn ra biển của dòng sông Cái trên mảnh đất Phú Yên gắn với bao thăng trầm của lịch sử, những vẻ đẹp, những làng nghề và cả những dấu chấm hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Hành trình của những người thực hiện ký sự sông Cái từ nguồn ra biển hôm nay dừng chân ở điểm cuối cùng của dòng sông này. Trên hành trình xuôi về với biển, sau khi bồi đắp phù sa và tưới mát cho những cánh đồng ở hạ lưu, sông Cái vượt qua cửa Tiên Châu thuộc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, rồi hòa mình vào biển cả. Truyền thuyết kể rằng vào một đêm trăng sáng, ngoài bãi sông lấp loáng ánh vàng, có nhiều tiên nữ giáng trần vui chơi múa hát. Một ngư dân đánh cá đêm trên sông khi nhìn thấy tiên nữ vui đùa đã rón rén lại gần và bị phát hiện, nên các tiên nữ biến mất. Phải chăng do truyền thuyết này mà bãi cát đoạn cuối của dòng sông Cái này có tên gọi Tiên Châu? Thực hư chưa rõ, song từ xa xưa nơi đây đã có thơ ngợi ca rằng: Tiên Châu có bãi cát vàng, có cầu vạn củi, có hàng dừa xanh. Bờ sông này, bãi cát kia đã tạo nên nét thơ cho vùng đất có cái tên rất đẹp. Nhưng trên hết, Tiên Châu có những dấu ấn đáng nhớ từ hơn 100 năm trước. Tiên Châu từng là làng lớn nhất, sầm uất nhất trong số các ngôi làng ven biển tỉnh Phú Yên và là cửa ngõ giao thương quan trọng nhất của miền biên viễn vào thế kỷ 19. Chúng ta đang đặt chân đến cửa Tiên Châu, là nơi con sông Cái đổ ra biển. Đây là một cái cửa biển hết sức quan trọng, là trên cái bước đường mở nước vào phương Nam của dân tộc ta. Theo lịch sử thì từ năm 1578 là chúa Nguyễn Hoàng giao trách nhiệm cho phù nghĩa hầu Lưu Văn Chánh khai khẩn vùng Bà Đài, nghĩa là cái bình nguyên sông Bà Đài, là một cái tên khác của sông Cái, còn gọi là sông Kỳ Lộ, sông Bà Đài. Và cái vùng Bà Đài chúng ta Việt hóa là thành địa danh Xuân Đài, và trước mặt của chúng ta là cái cửa Tiên Châu nối thông với vịnh Xuân Đài, một trong những cái vịnh đẹp nhất Việt Nam. Và theo dòng lịch sử, khi là phù nghĩa hầu Lưu Văn Chánh vào khai khơ mở đất quyền là gồm có ba đường. Một là đường bộ từ huyện Tuy Viễn, Lưu Văn Chánh là trấn biên quan của huyện Tuy Viễn, an biên tướng quân, đã đi vào cái đường qua đèo Mục Tịnh để men theo sông Cô và xuống vùng La Hai. Một cái tuyến thứ hai là đi vượt đèo Cù Mông để vào Xuân Lộc và vào cái vùng là thị xã Sông Cầu bây giờ. Và tuyến đường thủy là từ Đầm Thị Nại đi đường thủy vào là cửa Tiên Châu để đổ bộ lên vịnh Xuân Đài và ngược dòng sông Cái để khai khẩn cái vùng bình nguyên là sông Bà Đài. Cửa Tiên Châu xưa kia nó có vai trò như thế nào ạ? Cửa Tiên Châu có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một cái cửa ngõ giao thương của xứ Đàm Rông. Từ khi phủ Phú Yên được thành lập năm 1611 thì chỉ 18 năm sau thì phủ Phú Yên được nâng cấp lên là dinh trấn biên, là một trong cái bảy dinh đơn vị hành chính cấp tỉnh của xứ Đàm Rông, là kéo dài từ là Nam sông Danh, từ Hoành Sơn vào là cho tới núi Đa Bia.
thì ta là Dinh Trấn Biên là đơn vị hành chính cấp tỉnh, và thủ phủ Dinh Trấn Biên là đóng ở là phía nam của sông Bà Đài, tức là dòng sông Cái. Thủ phủ của tỉnh đóng cái vai trò giao thương là hết sức là quan trọng, là cái con đường mở ra kinh đô Huế là vào cho tới cái nơi xa nhất là Dinh Trấn Biên, Phú Yên, và cái cửa ngõ là giao thương là chẳng những là với kinh đô Huế mà còn là với các cái bộ tộc ở xung quanh giao thiệp với Chiêm Thành và mở cửa ra là thế giới. Có thể nói rằng là cái từ cái cửa Tiên Châu là cái bàn đạp rất quan trọng để ông cha ta nam tiến và mở đầu cho cái sự nghiệp nam tiến vĩ đại của dân tộc bằng đường biển, và kể cả sự nghiệp đông tiến để quản lý các cái đảo ở nước Hoàng Sa, Trường Sa, và cái cửa ngõ giao thương để từ đây cái hàng hóa của cái Dinh Trấn Biên là từ những sản vật từ trên nguồn xuống biển cả cái vùng này tỏa ra đi khắp thế giới. Và cũng chính nơi đây thì ông cha ta đã dùng con đường biển để mở đất Bình Khang, Khánh Hòa, mở đất Thuận Thành, Ninh Thuận, Bình Thuận, và mở là Dinh Trấn Biên, Đồng Nai năm 1698, chỉ trong 69 năm là hoàn thành sự nghiệp nam tiến. Trong hoạt động thương mại nội địa, cảng Tiên Châu đóng vai trò là đầu mối xuất phát và điểm dừng chân của các thương lái trên tuyến vận chuyển hàng hóa dọc sông Cái trước khi ngược lên vùng núi miền Tây Phú Yên. Hai bờ sông Cái có nhiều chợ hình thành từ thế kỷ 17-18. Một số chợ tồn tại cho đến nay như chợ Tiên Châu, chợ Ngân Sơn, chợ Đèo, chợ Lùng, chợ Gò Chai, chợ Đồng Dài, chợ Hà Bằng. Cửa Tiên Châu là cái cửa ngõ giao thương, là cái nơi là trên bến dưới thuyền, là cái trung tâm, cái tụ điểm là giao thương nối Dinh Trấn Biên Phú Yên với triều đình Huế, với tất cả là các cái dinh là còn lại của xứ đằng trong, và giao thương với là buôn bán làm ăn nước ngoài, là cái nơi mà tất cả là đón nhận cái văn minh phương Tây là họ đến đầu tiên bằng con đường truyền đạo. Cụ thể là như là Alexander Ross đã đến từ cửa biển Tiên Châu lên cái nhà thờ nguyện của là Maria là công chúa Ngọc Liên ngay ở trong cái Dinh Trấn Biên là hạ lưu của dòng sông Cái, và Phú Yên từ đấy là tiếp nhận văn minh phương Tây đến từ là chắc các cái linh mục của Pháp, của Ý, của Tây Ban Nha, và chính là vùng đất này cũng góp phần là cùng với là Bình Định, là Quảng Ngãi, Quảng Nam là hình thành là cái việc ký âm chữ quốc ngữ, và trong đó là linh mục Alexander Ross đã viết lên một tác phẩm đầu tiên bằng chữ quốc ngữ là Phép Giảng 8 ngày, xuất bản ở Roma năm 1651, bây giờ còn lưu giữ ở nhà thờ Mạng Lăng, và sau đấy còn làm đắp một cái sa bàn nổi là của cái dinh là Phú An, nghĩa là dinh Phú Yên, dinh Trấn Biên Phú Yên, trong đấy có rõ cái vị trí của cái cảng Tiên Châu và cái sơ đồ đấy, thì đã xuất bản ở Roma năm 1653, để thấy rằng là ngay cả những cái giáo sĩ ở phương Tây đã tới đây đã đưa cái văn hóa của phương Tây thông qua con đường truyền đạo là đến với cái vùng biên viễn, cái vùng cực nam của Đại Việt vào đầu thế kỷ 17. Không còn là cửa ngõ giao thương quan trọng như ngày trước, sông Tiên Châu vẫn là một làng biển sầm uất nhộn nhịp. Từ lâu, cư dân ở vùng cửa biển này đã chọn đánh bắt thủy hải sản làm nghề mưu sinh chính cho gia đình. Nhiều tàu thuyền hành nghề câu cá ngừ đại dương thường xuyên cập cảng Tiên Châu để tiêu thụ sản phẩm và chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Cuộc sống của người dân ở Tiên Châu gắn liền với biển. Người ít vốn, chưa có điều kiện thì đóng thuyền nhỏ khai thác tôm cá gần bờ. Những hộ khá hơn đóng tàu thuyền công suất lớn, mua sắm ngư cụ, vươn khơi xa đánh bắt dài ngày trên biển. Ngày nay ở làng biển Tiên Châu có không ít gia đình ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương, cách bờ vài chục hải lý với mỗi chuyến biển kéo dài hàng tháng trời. Nhưng phổ biến nhất ở đây vẫn là nghề đánh bắt thủy hải sản ven bờ. Sản phẩm thu được chủ yếu là cua ghẹ và những loại cá nhỏ sống gần bờ. Chào bác. Chào bác. Bác cho hỏi là bác là người ở cửa Tiên Châu này hả? Bác ở cửa Tiên Châu đây. Theo bác biết thì cái cửa Tiên Châu ngày xưa kia nó như thế nào? Ngày xưa là cái cửa Tiên Châu chưa làm cảng đó, là nó không ra sao. Mà từ cái ngày mà làm cái cảng này là cái bến ghi tàu thuyền đồ nhập vô cái bến nó rất đẹp. Sớm Mưu Vũ đây là cái người là người chính, người lưới ghẹ là người chính.
của bà con, lưới gỉ, lưới cum, lưới ke phai cái đồ đầy đủ hết, cứ phải chiều đi sáng vô, chiều đi sáng vô ra. Những cái tàu mà lớn như thế này là đi khơi hết. Còn lâu đây là đi mành tôm, yeah. lưới tôm á, yeah. mành tôm, tôm chút á, đi ra chỗ Dũng La, ta đậu một đêm, chơi đi trong một đêm. Rồi thấy là bản mùa, ta giờ ta đậu bờ nè. Yeah. Cửa Tiên Châu bác thấy nó có thuận lợi không? Thuận lợi chứ. Thuận lợi như thế nào? Thuận lợi để đi vô đi ra nó thông thả, yeah. Nó rộng, nó không có ghi đồ, nó không có đụng đậy được. Ghi yeah. Cán đồ mà mình cặp vô nó đàng hoàng, yeah. Nó rộng. Cái mùa mưa bão thì tàu bè có trú đây được không hay là phải đi tránh những cái chỗ cạn khác? Tàu bè như chú hỏi tàu mà bão nhưng mà tháng 9 tháng 10 là ở đây là không bao giờ được. Dạ. Nước nó sóng nó phủ lên tới kia. Dạ. Tôi chạy qua cái cảng thứ hai á, dù đi miết vô cái bờ đê đi chu miết cái tàu cái hốc là tốn. Dạ. Cho nên là phải đi ngược cái dòng sông cái. Rồi. Là tốn trong chỗ cái đoạn nước ngoặt á. Tốn cũng như là cái đoạn nước ngoặt bên đây là nhà dừa. Còn tăng đây là cái bờ đê mình cũng nhìn chung cái đầu vô trong cái bờ dừa mình cuột. Chứ ở đây là coi như không có chiếc nào mà ở trên này chịu nấu đó. Như vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến tìm hiểu về cảng thị Tiên Châu, điểm cuối cùng trên hành trình sông cái từ thượng nguồn cho đến nơi dòng sông hòa vào biển cả. Ngày nay, đôi bờ sông cái từ thượng nguồn cho tới hạ lưu, cảnh vật đã có nhiều đổi khác. Những biến đổi của tự nhiên cũng phần nào làm cho dòng sông không còn hình dáng cũ. Song những giá trị văn hóa, lịch sử, thủy văn mà sông cái mang trong lòng nó từ bao đời nay thì vẫn thế. 8 tập ký sự về sông cái chưa thể khái quát hết bề dày về văn hóa, lịch sử của những vùng đất nơi dòng sông đi qua. Song với những gì mà những tập phim mang lại cũng đủ cho ta cái nhìn toàn cảnh từ thượng nguồn đến hạ nguồn của một dòng sông. Hiểu một dòng sông là ta đã có thêm những hiểu biết về một vùng đất, đặc biệt là vùng đất biên viễn giữa Đại Việt và Champa trên hành trình mở đất của ông cha hơn 400 năm trước.